Phản ứng trước việc quân đội Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ viện trợ để tấn công hai căn cứ không quân của Nga tại nước này, đại sứ Nga tại Mỹ Atanoli Atonov nhấn mạnh quyết định này của Mỹ là sai lầm lớn và sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Đại sứ Atonov cho rằng quyết định bí mật chuyển giao hệ thống tên lửa ATACMS cho Ukraine của Mỹ sẽ mang lại hậu quả nghiêm trọng đồng thời ông Atonov cáo buộc Mỹ đang thực hiện những bước đi nguy hiểm có nguy cơ dẫn đến một cuộc xung đột trực tiếp giữa NATO và Nga. Vụ tấn công bằng tên lửa của Ukraine đã khiến 9 trực thăng, một bệ phóng tên lửa phòng không và nhiều thiết bị khác đã bị phá hủy gần thành phố Luhansk ở phía đông và thành phố Berdyansk ở phía nam nước này. Những thiết bị này đều nằm ở khu vực mà Nga đang kiểm soát. Hãng tin Reuters của Hàn Quốc đưa tin ba nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ tổ chức cuộc tập trận chung trên không lần đầu tiên gần bán đảo Triều Tiên với sự tham gia của pháo đài bay B52. Chính phủ Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận của ba nước có thể diễn ra vào ngày 22 tháng 10 và các bên đang điều phối địa điểm tổ chức. Pháo đài bay B52 của Mỹ và chiến đấu cơ của ba nước sẽ tham gia vào sự kiện này. Dù đã từng nhiều lần tham gia các cuộc tập trận bay qua bán đảo Triều Tiên, nhưng đây là lần đầu tiên B-52 của Mỹ hạ cánh số một căn cứ không quân Hàn Quốc. Cuộc tập trận không quân lần đầu tiên giữa Mỹ, Nhật, Hàn được cho là động thái mới nhất của ba nước nhằm tăng cường các mối quan hệ trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.